Hồng Thu xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay thì Hồng Thu thật tình mấy bên này thì ở nhà cũng lủi lẳng dữ lắm, thành ra có theo dõi tất cả những chương trình mà có liên quan đến cái sinh hoạt cộng đồng Việt Nam của mình tại thành phố San Jose này. Thì chúng tôi có theo dõi cái buổi nói chuyện của anh Nguyễn Xuân Nam. Anh nói một câu rất là hay: trái đất này là một ngôi làng nhỏ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có rất nhiều ngôi làng của người Việt Nam tị nạn cộng sản trên khắp thế giới, và nguyện vọng mà chúng ta muốn gìn giữ và bảo tồn căn cốt người Việt tị nạn cộng sản và những gì có liên quan liên lệ hủy với chính quyền miền Nam Việt Nam, biết được cái tâm huyết đó. Cho nên có rất nhiều dân cử khi ra vận động trong chức vụ, họ đã dùng tất cả những trọng điểm này để đưa lên những lời hứa cuội. Và như vậy chúng ta, người Việt Nam chúng ta, nhất là thành phố địa phương ở đây, cần có một sự sáng suốt với lời phản, với cái phiếu của mình trong tay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trên diễn đàn thì chúng tôi có thấy cái thông báo hơn 10 biểu tình, sẽ có một biểu tình ôn hòa tối thứ sáu ngày 23 tháng 6 vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Dynasty, nhân dịp lễ ra mắt của cô Madison Nguyễn tranh cử với chức vụ giám sát viên khu vực 2 của quận hạt Santa Clara. Sau khi cô Madison đã mãn nhiệm chức vụ khu vực 7 và là phó thị trưởng của thành phố, cô Madison đã có hai lần ra ứng cử một chức vụ thị trưởng với ông Dave Potosi và Sam Ricardo, và chức vụ thứ hai vụ dân biểu của tiểu bang với ông O'Scala. Và thưa quý vị, quay ra thất thử. Điều này cho chúng ta thấy tiếng nói của người dân đã từ chối sự nghiệp chính trị của cô Madison. Họ đang tìm kiếm một cơ hội cho người đại diện chân chính với lá phiếu cử tri của họ và lòng của họ. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh. Kính thưa quý đồng hương, người Việt tị nạn cộng sản Bắc California, tôi là Dương Hạ Phong và Trần Song Nguyên là hai người đứng tên trong ban tổ chức cuộc buổi tình. Xin kính chào quý vị. Thưa anh Dương Hạ Phong, anh có thể trên diễn đàn này anh có thể đọc lại cái thơ mời để mà kêu gọi đồng hương mình đến tham dự cũng như là yểm trợ cái buổi biểu tình mà anh với anh Trần Thông Nguyên đã đứng ra tổ chức. Mời anh. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý đồng hương người Việt tị nạn Bắc California, quý bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn, đoàn thể chính đảng, quý hội đoàn cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý cơ quan truyền thông, báo chí, quý anh chị em sinh viên, học sinh. Kính thưa quý vị, nhận được tin bà Madison, cựu nghị viên khu vực 7 và cựu phó thị trưởng thành phố San Jose ra ứng cử chức vụ giám sát viên quận hạt Santa Clara khu vực 2, đây là niềm trăn trở lo âu của quý đồng hương người Việt tại thành phố San Jose chúng ta nói riêng và vùng Bắc California nói chung, sẽ bị xáo trộn và phân hóa một lần nữa vì sự tái xuất hiện của bà Madison trong cuộc bầu cử sắp tới với những lý do chính sau đây. Một, bà Madison không phải là một người thành thật, luôn giữ lời hứa khi tranh cử. Bằng chứng là bà đã phản bội cộng đồng người Việt chúng ta trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2007 để đặt tên cho một khu thương xá Việt Nam Thao nằm trên đường Story. Bà Madison đã đi ngược lại nguyện vọng của đồng hương khi trắng trợn gạt bỏ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý mà 90% đồng hương và cử tri khu vực 7 đã chọn. Hai, điều quan trọng hơn nữa là bà đã tuyên bố lý do khi không chấp nhận danh xưng mà đại đa số người Việt tị nạn cộng sản miền Bắc Cali đã chọn là tên gọi Đích Thô Sài Gòn, mang âm hưởng chống cộng. Và đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc biểu tình của hàng ngàn quý đồng hương miền Bắc California và anh hùng ó đen Lý Tấm phải tuyệt thực 28 ngày đấu tranh cho tên Đích Thô Sài Gòn tại trước khuôn viên của thành phố San Jose mỗi đêm thứ ba hàng tuần, để lên tiếng phản đối và yêu cầu Rico Madison. Ba, điều tệ hại nhất là bà nghị viên Madison đã không tôn trọng chính những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ bà thắng cử chức vụ nghị viên khu vực 7 để được đại diện họ trong hội đồng thành phố khi lên tiếng miệt thị: hãy nhìn lũ người ăn không ngồi rồi, hưởng tiền trợ cấp, đang diễn hành làm trò hề như một gánh xiếc. Kính thưa quý vị, theo đúng luật pháp Hoa Kỳ,
bà Madison có quyền ghi danh ứng cử, không ai có quyền cấm hay ngăn cản. Tuy nhiên, đồng hương chúng ta cũng có quyền lên tiếng, nói lên lập trường và quan điểm của mình để phản đối một cách ôn hòa và bất bạo động theo đúng luật pháp Hoa Kỳ. Trong tinh thần đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lên tiếng báo động với quý đồng hương tị nạn cộng sản, còn quan tâm những sinh hoạt của cộng đồng người Việt trước sự tái xuất hiện của bà cựu nghị viên khu vực 7, người đã khinh miệt và phản bội cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Bắc California tại nhà hàng Dynasty Seafood Restaurant 1001 Story Road, San Jose 95122 vào đúng 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 23 tháng 6 năm 2023. Sự tiếp tay và góp sức của quý đồng hương là một nhân tố rất cần thiết và quan trọng trong việc bảo vệ sự an bình cho cộng đồng người Việt chúng ta. Ban tổ chức trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức Trần Song Nguyên và Dương Hạ Phong. Ông Thu xin kính cảm ơn anh Dương Hạ Phong và kính chuyển lời thơ mời cũng như theo gọi của ban tổ chức đại diện là anh Trần Song Nguyên cũng như anh Dương Hạ Phong đang có mặt hôm nay. Kính thưa quý khán giả, nếu quý vị có theo dõi trên chương trình phát thanh của Cali Today, anh Nguyễn Xuân Nam và cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Bắc Cali, anh Đỗ Hùng có nói: cộng đồng người Việt không dễ tha thứ và sẽ không bao giờ quên cho những sự thất hứa về chính trị của những người dân cử. Và thưa quý vị, với cái đề tài đó thì tôi trước hết là sẽ mời anh Văn Tướng gửi lời chào đến quý khán giả chương trình, và anh có thể chia sẻ cái sự mà anh Đỗ Hùng nói rằng là cộng đồng Việt Nam mình á, ở miền Bắc Cali này đó, không dễ tha thứ và sẽ không bao giờ quên cho những người thất hứa, những người dân cử mà thất hứa khi mà đồng hương mình đi bầu đó, và khi ra đầu không rồi là thất hứa. Thì theo thưa anh thì cái sự nhận định của anh Đỗ Hùng đúng hay không ạ? Xin kính chào quý đồng hương, quý quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa đang theo dõi anh em chúng tôi đang mạng đàm với nhau trong cái YouTube này. Thì trước hết tôi cũng nói hơi lòng vòng một chút xíu cái video mà của anh Nguyễn Xuân Nam và anh Đỗ Hùng đã nói chuyện thì chúng tôi có theo dõi, nhưng mà trước hết chúng tôi xin bắt đầu từ một cái câu chuyện. Thì như quý vị đã biết và đã được biết là chúng tôi, những cư dân vùng Bắc California này, tại vì chúng ta không có một cái đoàn thể nào vững mạnh để đại diện chúng ta, để lên cái tiếng nói trong cộng đồng. Và chúng tôi, Dương Hạ Phong, Hải Huỳnh, là những người ra ứng cử cộng đồng, mà chúng tôi chưa biết có đắc cử hay không đắc cử, mà đã có việc làm rồi. Cái điều ao ước của những người đi trước, chẳng hạn như cái thế hệ của chúng tôi, của Dương Hạ Phong, và có một số anh em, chúng tôi rất muốn một thế hệ tiếp nối để nối bước thế hệ đi trước, từ thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không có muốn thế hệ thứ hai giống như cô nghị viên đã làm xáo trộn cộng đồng từ năm 2008 đến bây giờ. Cô ta đã yên lặng giống như chìm vào quá khứ, mà tự nhiên ngày hôm nay lại xuất hiện, lại ước rằng là sẽ ra ứng cử khu vực 2. Tôi nghĩ cô ta ra chỉ làm thêm một con rối cho cộng đồng mà thôi. Giống như là anh Nguyễn Xuân Nam và anh Đỗ Hùng đã nói, cộng đồng người Việt dễ tha thứ nhưng rất khó mà để họ quên. Đó là cái chỉ tiêu của anh em chúng tôi, cái niềm khắc khoải của chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi nghe và chúng tôi thấy và hôm nay được nhận diện rõ ràng là chúng ta, cộng đồng Bắc California sẽ có một cuộc, nói là biểu tình cũng đúng, mà nhưng mà gọi tối lại là cái biểu buổi lên tiếng mời cộng đồng tới để chúng ta cùng làm một cái gì đó để không có tình trạng này xảy ra. Tại vì những ngày dài 28 ngày mệt mỏi của người bạn của tôi đó là Lý Tống. Chỉ vì gì? Chỉ vì Lý Tống có một cái tâm thần yêu nước và nhiệt huyết chỉ muốn hai tiếng lý đô Sài Gòn, mà anh ta phải trả giá bằng 28 ngày nhịn ăn đói khát để cuối cùng ngày hôm nay anh ta không còn hiện hữu. Chúng tôi cầu mong linh hồn của Lý Tống, linh hồn của Chiến Hữu cho bước đường sáng cho cái người nghị dương mà chúng ta không muốn để chìm vào quên lãng. Thưa cô Thu. Kính thưa quý vị, em xin đáp lại cái lời anh Đỗ Hùng nói câu là người Việt Nam của mình á, không dễ tha thứ và không bao giờ quên
những cái thất hứa mà người dân cử, cái người mà được cái dân cử bầu lên mà thất hứa là lời nữ hùng. Bây giờ trở lại đó, trước hết là em một lần nữa xin chúc mừng anh Hà Phong đã có can đảm đứng lên. Sau nhiều năm anh đứng sau lưng mọi người, tất nhiên công việc mà em đi sinh hoạt em thấy anh được xung phong từ đầu tới đuôi, tức là mọi sự từ khi bắt đầu và khi hoàn tất mà anh không giờ có một cái tiếng nói nào âm thầm như vết bóng, âm thầm với tất cả những người anh em đang sinh hoạt trong cộng đồng này. Mà bây giờ là anh ra một đứng cử đại diện cộng đồng, như là anh Văn Tuấn nói là mình phải cần một tiếng nói chung, thành ra hôm nay anh đứng ra làm điều đó. Nhưng mà em xin hỏi ngược lại nè, em không nghĩ vì anh đang ra ứng cử chức vụ cộng đồng này mà anh thấy cái chuyện medicine anh lên tiếng? Em nghĩ đó là cái mối quan tâm của tất cả mọi người và anh tự phát để lên, chứ không phải vì anh đang nghĩ rằng tôi sẽ đứng đại diện quý vị, tôi phải dùng cái này tôi làm như vậy để phục vụ mấy cho tôi. À, không biết là anh có chia sẻ em điều này được không ạ? À, thưa cô Thu và thưa tất cả quý đồng hương, không phải vì hôm nay tôi đứng chung liên danh với anh Quỳnh Quang Hải để ứng cử ban đại diện cộng đồng mà tôi tổ chức cuộc biểu tình này. Dù không ứng cử hay là không có hoạt động của cộng đồng này, nhưng đối với tôi là một cựu quân dân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người tị nạn cộng sản, thì tôi phải nói lên cái tiếng nói của tôi để đáp lại cái sự phản bội của cô Madison với cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta tại vùng Bắc California này. Và tôi không muốn cô ta lại tái gây cái sự xáo trộn và phân hóa trong cộng đồng của chúng ta. Thưa cô. Cảm ơn anh Hà Phong. Anh Văn Tuấn, trên đường về thì em có nói chuyện với vài người bạn, thì họ nói rằng là cái cuộc biểu tình này thì thật tình cái sinh hoạt ở đây đó anh em mình đếm không quá 10 đầu ngón tay đâu, nhưng mà tất cả anh em mình dấn thân đều biết nhau hết. Và dĩ nhiên cái vụ medicine này sẽ có những người cùng làm việc mình ngày xưa. Thì em xin hỏi cô Liên là anh có thể khó khăn nào hay không khi một cái người thân hữu của anh, người bạn hữu của anh mà từng sát cánh từng sinh hoạt anh và nằm trong cái người tham dự buổi tiệc đó, thì anh có thấy khó khăn hay không? Thì có một số người nói là anh em mà bên nhóm biểu tình đó là kiếm chuyện, tức là cái chuyện này đã quá lâu rồi, tại sao không quên bỏ đi mà giờ kêu lại làm gì? Thì anh em mình là cái cách người ta nói như là anh em mình là cái mối, cái dây nhợ để mà phổ biến, như để đưa một cái sinh hoạt mà không có bổ ích gì cho cộng đồng mình, tức là mình là cái nguyên nhân. Thì anh nghĩ rằng mình có phải là nguyên nhân hay là cô medicine là cái nguyên nhân để chúng ta lên tiếng? Thì ở trên đất Hoa Kỳ này đó, chúng ta nên nhớ rằng là ai cũng có quyền ứng cử và ai cũng có quyền lên tiếng nói những gì mình không thích. Mặc dù tôi biết cái này có hơi chút cam go, tại vì những người bạn thân thiết với tôi, với anh Dương Hà Phong đã từng làm việc chung, nhưng vì mọi người đều có một cái sự suy nghĩ riêng. Tôi không nói là anh ta sai hay là tôi nói tôi sai hay là tôi đi đúng, mà chúng ta thích ủng hộ ai thì chúng ta ủng hộ. Cũng giống như là hiện tại Tổng thống Mỹ có hai ông vậy đó, một ông ma gà, một ông là dân chủ. Thì tôi nói đây, cái chuyện khó khăn á, không có cái khó khăn nào bằng cái chính nghĩa. Mà khi chúng ta đã chọn chính nghĩa rồi thì không có thể nào ai cản bước được chúng ta. Nợ nước thù nhà hay là những cái câu mà sáo ngữ xa xưa đó, tôi thì không có nói xa lắm, nhưng mà chúng ta nên chọn cái hướng chúng ta đi. Vì tôi ước muốn cái người hậu vệ thứ hai để đại diện cho cộng đồng trong tương lai phải làm một tờ giấy trắng, đừng bao giờ và chưa bao giờ bị hoang lỗ. Chúng tôi chọn con đường của chúng tôi bất chấp những cái gì xảy ra, dù tình bạn, dù tình thân thiết, chiến hữu đã bao nhiêu năm gắn bó với nhau. Đó là cái nỗi khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua, thưa cô Thu. Kính thưa quý vị, mỗi người, nhất là cái tuổi nam mình lớn rồi, nhận thức cái điều gì đúng và cái điều gì sai, và mình cố gắng duy trì cái hình ảnh của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình, duy trì những cái gì mà mình đã bỏ quê hương, bỏ xứ sở ra đi, mình đi với chức trách là tị nạn cộng sản, cho lúc nào mình cũng muốn hậu duệ của mình nhớ. Có nhiều người nói với em là quên đi, tại vì bao nhiêu năm rồi chào cờ quốc quân kỳ có được gì không, bây giờ phải thay đổi một cái lĩnh vực khác. Thì em thấy nó không đúng, thì mình đã gìn giữ cái điều đó và mình phải tiếp tục làm cái điều đó để cho con cháu mình nó nhận đó là một cái, mặc dù nó là đã qua đi.
chiến trường cái độ miền Nam Cộng Hòa đã qua đi, nhưng mà những người còn sống ở đây thì bởi vì anh thấy là bằng chứng là tất cả những nơi trên thế giới có người đồng hương của mình là có chữ Lê Đại Sài Gòn. Mà bây giờ cô Madison á, Lê Đại Sài có âm hưởng về chính trị, có nghĩa là cô từ chối cái căn cước tị nạn của cổ, đúng không? Thì nếu mình không có âm hưởng chính trị, có nghĩa là mình phải đi theo biệt cộng, mà phải đặt cái tên gì để cho nó hòa hoãn, để cho có thể gì làm việc hay sao. Thì em nghĩ cái đó là đối với em cá nhân nhận xét, thì có lẽ là cổ đã cho mình thấy, vạch cái đường cho mình thấy rằng cái đường lối của cổ không có sự ảnh hưởng âm hưởng nào của miền Nam Việt Nam qua cái tên là Little Sài Gòn. Anh Tuấn có đồng ý hay không ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý những gì nãy giờ cô nói. Cái thế hệ thứ nhất chúng tôi này nào còn sống, chúng tôi cố gắng duy trì những cái gì mà chúng tôi nghĩ nó là tốt đẹp, mang cái nền văn hóa của người Việt tị nạn sang đất Hoa Kỳ này. Thì tôi hy vọng và khi tôi chọn những cái thế hệ thứ hai, tức là tôi nói là theo cá nhân tôi, theo cái ý của tôi, chứ tại vì lúc này tôi nói là 70 tuổi đầu rồi, mình phải nhận xét cái gì đúng và cái gì sai. Tình bạn, tình chiến hữu không bằng tình yêu quê hương và dân tộc. Tôi đặt quê hương, dân tộc, lá cờ vàng, ba sọc đỏ luôn luôn lúc nào cũng trên vai của một người lính. Và đối với người lính thì tôi chưa giải ngũ và tôi tiếp tục làm những chuyện gì cũng giống như bạn đồng nghiệp của tôi bên đây, bên cánh tay trái của tôi, đó là chiến hữu Dương Hà Phong. Chúng tôi sinh hoạt rất là nhiều. Thì một lần nữa, nếu quý vị trên cái diễn đàn này nhận xét, nếu thấy anh em tôi nói có vẻ nó có một cái chính nghĩa, xin quý đồng bào, xin quý quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hãy nhớ là chúng tôi sẽ có một cái buổi lên tiếng, để mà chúng tôi không có nói là chúng tôi phản bác hay cái gì, mà chúng tôi lên tiếng cho mọi người biết chúng tôi luôn vẫn nhớ những ngày dài trăn trở, 28 ngày, 28 buổi tuyệt thực của một người chiến hữu, để nhắc nhở cho đồng bào đừng để xáo trộn, và lần thứ hai đó là cái điều không tốt. Thưa cô Thu. Cảm ơn bác Tuấn. Thưa anh Hà Phong, cái người lính mà trẻ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bây giờ là phải trên 70. Các anh bạc tóc chứ không bao giờ các bạc lòng với quê hương mình được, đúng không? Và cái thứ hai nữa, mặc dù cái sức khỏe như hôm nay ngày 19 tháng 6 thì quý vị chúng tôi thấy là những người anh khi mà ban tổ chức mà mọi người đi ra về hết rồi, những anh còn ở lại để mà clean up tất cả những cái sân khấu, những cái vật dụng mà đưa ra đó, em thấy rất là thương. Tại vì lúc nào cũng mấy anh cũng quằn vai trên cái trách nhiệm nợ nước thù nhà. Thành ra khi mà như vậy thì anh có nghĩ rằng cái lý tưởng mà anh đưa cho cái hầu như anh Văn Tuấn này phải muốn hầu về sau của mình nữa, dù nó là cái chức vụ, dù cái cách nó để mà đi vận động hay là nó đi ra tranh cử hoặc nó đương như thế nào đi nữa đó, cái cách đối xử và chính trị đó anh, nó phải rõ ràng và cái gốc của nó vẫn là người Việt, quốc gia mà tị nạn cộng sản. Thì không biết là anh Tuấn có đồng ý với Hoàng Thu điều đó hay không? Thưa cô Thu, anh Hà Phong, tôi Dương Hà Phong rất đồng ý là chúng ta là những người Việt tị nạn cộng sản trên đất nước Hoa Kỳ này. Trên lý tưởng cái chính nghĩa của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ cái căn cước tị nạn là lá cờ vàng ba sọc đỏ, ở nhuộm biết bao nhiêu máu xương của các chiến hữu, các đồng đội đã nằm xuống, ở biết bao nhiêu người ngã gục hồn thiêng sông núi ẩn hiện trên lá cờ đó. Và chúng ta phải chọn con đường lý tưởng chính đáng chúng ta đi, dù khó khăn, dù trong gai cỡ nào, chúng ta cũng quyết lòng vượt qua tất cả để đạt được cái mục đích và cái lý tưởng và cái chính nghĩa của chúng ta, để bảo vệ cái căn cước tị nạn của chúng ta. Cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, không những là hay anh là một cái người dân cư định cư tại thành phố San Jose mà khu vực 7 này, là cô anh đã biết tất cả những gì diễn tiến xung quanh cái chuyện Madison 2007-2008. Nhưng mà ở đây ấy, em thấy anh còn cái trách nhiệm nữa, phải lên tiếng làm như thế nào đó. Thì trong suốt thời gian em coi lại những cái tài liệu mà trên báo chí của San Jose Mercury News và những tài liệu đó, thì cô ta đã ra một cái câu nói rằng
ông ta đem dịch tiếng Việt Nam là ông ta, ông Lý Tống là người không có bình thường. Không bình thường có nghĩa là bị ảnh hưởng về chính trị, về vấn đề tù tội, rồi ảnh bị tinh thần. Thành ra ảnh có thực hiện cái buổi tuyệt thực như vậy. Thì đó đối với em á là một cái sự bôi nhọ cái danh dự của Lý Tống. Bằng chứng cho tới bây giờ người ta vẫn xúi sục cái chữ Lý Đồng Sài Gòn. Cho tới bây giờ mỗi lần nhắc tới Madison là hầu như tất cả những người mà bạn bè gọi về hay là những cái trên diễn đàn em thấy là họ đều nhắc nhở tới Lý Tống gắn liền với 28 năm tuyệt thực. 28 ngày tuyệt thực. 8 ngày cuối thì không uống. Thành ra có thể đó là một trong những lý do mà cái sinh tử của anh Lý Tống trên 70, hình như là gần 70 hay 70 gì đó là đã mất đi rồi, là cũng ảnh hưởng phần nào về cái bệnh tình đó. Rồi cái thứ hai nữa em nghĩ rằng cô ta phải có một cái lời xin lỗi. Tại vì nếu anh Lý Tống là một xin lỗi vì anh ta là một người khùng, một người điên, người mental như thế nào đi được. Nếu mà mental thì làm sao cái lý tưởng đó vẫn còn tới bây giờ? Tại sao bây giờ vẫn còn ảnh hưởng với cộng đồng Việt Nam ở đây? Anh Tuấn có đồng ý không ạ? Cứ nhắc tới cái chuyện mà quá khứ tôi tưởng nó chết cái dĩ vãng nó phải chết lâu rồi. Mà nay giống như là cái vết thương bây giờ nó khơi mủ lại đó. Nó là cái niềm đau và niềm trắc trở của người cộng đồng tị nạn San Jose này. Thứ nhất á, lúc trước chúng tôi cũng là từng những người đã từng đi hô hào, từng những người kêu ủng hộ cô Madison. Tại vì cô thấy cô ta là một người trẻ, dễ thương, dễ mến. Và đó là những cái gì mà chính bản thân tôi đã có sai lầm trong quá khứ. Nhưng tôi là người lớn tuổi, tôi sai, tôi biết phục thiện. Và tôi tự tìm cái con đường tôi đi. Mà không có gì đau khổ bằng cái người mình tin tưởng mà mình phải đi phụ cho người khác 28 ngày ở ngay chỗ tiên đình của San Jose. Một vết thương khi nó đã đi vào trong cái tim óc rồi. Thì bây giờ nó lại được nhắc lại. Với bây giờ cô nói là bây giờ còn cô Madison một lời xin lỗi hay là một ngỏ lời, nghĩa là bất cứ một cái gì đó là mình làm phục thiện. Tôi nghĩ cô hơi mơ. Vì đối với những người làm chính trị và những người đã có một đường chọn của họ rồi thì cái điều đó là hoàn toàn sai lầm. Bây giờ theo bản thân của tôi và sự suy nghĩ của tôi, Madison đã là người cũ, đã đi vào quá khứ, đã đưa vào cái niềm đau của người cộng đồng Bắc Cali này, thì tôi khuyên cô nên tự hiểu mình là ai. Và từ khi tôi nghe phong phanh cái sự nói chuyện là tôi đoán dù không trúng nhưng bây giờ nó đã trúng rồi, nó đã trúng rồi và cô đã bước ra. Và nhiệm vụ chúng tôi là phải kêu gọi anh em của chúng tôi, nhóm thiện nguyện để thông báo cho đồng bào được biết, cảnh báo cho đồng bào được biết cái vết thương lòng của từ năm 2007, 2008 tới bây giờ nó lại khơi lại. Như tôi đã nói, ứng cử là quyền của tất cả mọi người, mà quyền lên tiếng nói phản bác là quyền của chúng tôi. Cô Thu và tôi và bạn tôi là Dương Hà Phong, tôi vẫn lặp đi lặp lại, xin quý vị quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, xin quý vị thân hào nhân sĩ hãy đến với chúng tôi vào chiều ngày thứ sáu 23 tây, chúng ta sẽ góp lại. Giống như chúng ta đã từng ủng hộ cho hai chữ Lý Đô Sài Gòn và chữ Lý Đô Sài Gòn đó đã không được chấp thuận. Xin mời tất cả quý vị đến với chúng tôi. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, theo tôi nhận thấy đó, thì cái việc ở đây một lần nữa, mong tôi xin khẳng định quý vị, chúng tôi không kêu gọi quý vị bầu cử cho ai, lá phiếu quý vị gửi cho ai. Anh em ở đây họ lên tiếng và tôi là người điều hộp chương trình. Chúng tôi muốn nhắc nhở lại những cái việc mà cô Madison đã làm, đã thực hiện trong 2007, 2008. Và cái câu mà cổ ra cổ rận cổng nói rằng it's time for result, tức là bây giờ lúc này là sẽ có kết quả. Thì chúng tôi muốn tìm hiểu và muốn đưa cho đồng hương mình nhận thấy cái sự kết quả đã có, đã làm, đã thực hiện.
thì chúng ta có nên tin tưởng cái lá phiếu mình, cái lá phiếu trong tay của mình cho cái người mà ra ứng cử lần này nữa hay không? Và chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý vị về vấn đề lá phiếu rất là quan trọng. Có rất những người chính trị viên ở đây ra ứng cử, họ rất coi thường cộng đồng Việt Nam của mình bằng lá phiếu, thì họ nghĩ rằng cái số cộng đồng Việt Nam của mình ra không ra đi biểu tình nhiều anh, cái lá phiếu rất là ít. Nhưng mà đó là những lá phiếu cầm cân cầm cán cho sự thắng thua. Thì có một vài vị dân cử đã nói việc với tôi và họ có vẻ là rất khinh thường. Thu nó dùng chữ là khinh thường cái lá phiếu người Việt Nam của mình, thì nghĩ rằng không đủ để đếm. Thành họ chỉ trực diện, họ đi vào những cái lớp trẻ, những cái thương mại hoặc cái gì đó để mà nghĩ rằng họ lấy từ cái lá phiếu đó, chứ họ không cần cái lá phiếu của đồng bằng Việt Nam của mình, nhất là những người lớn tuổi. Thành ra họ coi cái tiếng nói của anh em, cái tuổi của anh em mình coi là không phải phê dữ lắm đó. Tôi tiếp lời cô Thu là như vậy. Tôi nghĩ cái lời đó đúng, mà đúng cách đây khoảng 10 năm về trước. Chứ hiện tại bây giờ đó, chúng ta đã chứng minh cho cộng đồng Mễ, Phi, người Tàu vân vân và vân vân. Từ một người ra ứng cử khu vực 7, từ một người không ai biết tên, biết tuổi, mà chúng ta vẫn đưa họ lên được thắng, và thắng một cách vẻ vang. Và đến ngày hôm nay mỗi chúng tôi, anh em chúng tôi, Dương Hợp Phong và tôi, là chúng tôi đó đã chào cờ, làm có buổi chào cờ đầu tháng vào mỗi tháng vào ngày thứ 7 ở vườn truyền thống Việt. Bây giờ không thiếu mặt một dân cử nào thông thường hết, tức là chứng sao, tức là chứng tỏ cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam bây giờ họ cần tới lá phiếu của người Việt Nam. Lá phiếu của cái thành phố San Jose này rất quan trọng đối với dân cử, họ không xem thường chúng ta giống như thời ông Chức Rích. Có đúng vậy không Chiến Hữu Dương Hạ Phong? Xin mời bạn lên tiếng. Dạ, thưa đúng đấy Tuấn ạ. 10 năm về trước thì họ coi thường, nhưng 10 năm trở lại đây họ rất là coi trọng cái lá phiếu của cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta tại miền Bắc California này. Vì chúng ta đã làm nên được những chuyện mà họ đã chứng kiến bằng cái đưa nghị viên khu vực 7 biên đoàn thắng cử vẻ vang vừa cuộc bầu cử vừa rồi. Cảm ơn cô Thu. Kính thưa quý vị theo dõi, đang theo dõi chương trình. Hiện bây giờ thì cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng Bắc Cali này đang vực dậy bằng cái sức sống, bằng cái lý tưởng, bằng cái niềm tin và bằng cái chính nghĩa mà các anh vừa nêu ra. Theo lời của Nguyễn Xuân Nam, cái đất này là một ngôi làng nhỏ. Hôm nay chúng ta có nhiều ngôi làng của người Việt Việt Nam tị nạn cộng sản trên khắp thế giới. Và nguyện vọng của chúng tôi và chúng ta vẫn giữ gìn và bảo tồn căn cước của người Việt Nam tị nạn cộng sản. Và những gì có liên quan, liên hệ với chính quyền miền Nam Việt Nam. Biết được những cái tâm huyết đó, cho nên rất nhiều người dân cử khi ra vận động tranh chức, họ đã dùng trọng điểm này để đưa ra những lời hứa. Chúng tôi gọi đó là lời hứa bụi. Như vậy thì cho chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta phải cần có một sự sáng suốt với lá phiếu trong tay. Hoàng Thu sẽ mời anh Dương Hà Phong cũng như Văn Tướng chia sẻ cảm nghĩ cuối cùng của mình, và chúng ta sẽ có tiếp tục những cái buổi mạn đàm tới. Mời anh Tướng. Vâng, Dương Hà Phong kính chào tất cả quý đồng hương thị đảng cộng sản vùng Bắc Cali và tất cả những người nào mà còn coi trọng cái căn cước tị nạn thì hãy tiếp sức cùng chúng tôi với những việc làm chính đáng cho lý tưởng của người quốc gia. Cảm ơn quý vị. Em mời anh Văn Tuấn. Trước khi anh em như tôi kết thúc buổi mạn đàm ngày hôm nay, tôi xin đọc một đoạn ngắn cuối cùng trong cái tờ Fly kêu gọi. Đúng theo pháp luật Hoa Kỳ thì bà Madison có quyền ứng cử và không có ai có quyền cấm cản. Tuy nhiên đồng hương chúng ta cũng có quyền lên tiếng nói và cái lập trường của mình và quan điểm của mình đối với một cuộc họp mặt ôn hòa bất bạo động theo theo cái pháp lý của Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy nhớ ngày 23 tháng 6 tại Dynasty Seafood Restaurant số 1001 Story, San Jose 95122 vào lúc 5 giờ chiều chúng ta sẽ có mặt ở đó. Đó là lời kêu gọi và xin kính chào tất cả quý vị đang nghe đài.
Hồng Thu xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.